Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Dạo này thì đang có cái dịch cúm A anh em ạ. Đấy, thế con tôi nó cũng đang bị dính, mất mấy ngày không ra được clip. Mong rằng các anh em ở trên kênh sẽ thông cảm với tôi. Đấy, tôi quay trở lại, tôi sẽ cố gắng tôi làm thật nhiều clip để bù đắp những cái ngày mà không ra được clip anh em nhá. Ok. Đầu game cũng cho cái con Fortune Teller rồi. Ở đây là có thể sớm là chúng ta có thể eco ở đấy. Meta này thì nói chung là cứ chăm chăm vào là mấy cái con eco thôi anh em ạ. Đầu game ra mấy con eco sướng. Điều tuyệt vời nhất mà. Đấy, điều tuyệt vời nhất là ra hai con eco đầu game. Đánh eco mà cứ như là đánh chuỗi thắng. Máu mất rất ít. Đấy, cắn máu lên có khi là đến khoảng round 15 vẫn còn 80 máu. Rất là ok. Hên hên là cắn lên máu nó có khi còn nhiều hơn cả top 1 cơ. Ấy à, đồ ngon đấy, đồ ngon đấy. Ui, con này lên được 2 sao này. Nhưng mà bây giờ mà nói chung là có khi phải áp đấy anh em ạ. Không áp có khi tông quái ấy. Bọn này sao ăn được quái đây? Phải áp lên 2 sao thì mới ăn được ra quái này anh em ạ. Chết rồi, nhưng mà lên 2 sao này thì eco kiểu gì đây? Xem nào, ui, có thằng này cũng mua hai con eco rồi. Ui giời ơi, Jason à, Jason mua hai con eco rồi. Cũng chắc là cũng chơi God đấy. Thấy mua, tôi thấy là mua cũng mua God. God ở vua là dễ khả năng là chơi God. Đồ này chơi Sasori có vẻ không ngon lắm nhỉ. Rồi, ra đầu tiên thì cứ bỏ bài và đánh bình thường thôi. Chưa có hai con eco anh em ạ. Bao giờ có hai con eco thì mới chúng ta mới bỏ bài ra anh em nhá. Từ từ đã. Xem đồ này lấy được cái đây, ghép được cái tẩu ở đây. Đấy, ghép được cái gì thì ghép. Món này có thể ghép được cái tinh thạch sinh lực hoặc là cái giáp da bò. Nhưng mà tôi xác định tôi eco là tôi chưa lấy vội. Từ từ đã. Ok, để xem. Ui, thằng này khỏe thế. Berserker xong rồi lại còn cả đắt lét nữa. Ơ, nhưng mà vớ vẩn tôi lại ăn này anh em này. Có ăn được không? Ăn nổi không? Ơ. Ơ kìa. Ăn luôn này. Hút mana. Ừ. Ui rồi, ăn được round đầu tiên thì cũng ngon đấy. Cũng có tiền. Chưa cần eco vội. Rồi, round này bán hết đi eco không? Bây giờ round này bán thì cũng chưa đủ 10 tiền. Thôi từ từ đã, round nữa. Với cả vẫn chưa ra con eco anh em ạ. Vẫn đang đợi cái con God of Light đây. Chưa thấy ra God of Light, chưa eco được. Phải có hai con đấy thì bỏ vào nó mới đỡ mất máu. Chứ còn nếu mà bây giờ mà eco để trắng bàn thì mất nó nhiều máu lắm anh em. Phải có hai con eco. Hai con thuộc cái tộc mục sư ấy, cho vào. Đấy, đối thủ cho bài vào rồi, cho hai con mục sư vào rồi. Tức là khả năng là bây giờ mà gặp cái thằng Jason kia là mất chuỗi đấy. Là sẽ không có chuỗi thua đâu. Đấy, mà nó sẽ có chuỗi thua đấy. Thế nên là chắc là tôi giữ cái đội hình 4 con ở trong bàn cờ này chắc chỉ mấy round nữa thôi anh em. Chắc là tôi giữ đến round 7, round 8 thôi. Rồi tôi cũng sẽ bỏ bài ra thôi để cắt chuỗi đối thủ. Round này bây giờ bán đi thì được 10 tiền chưa? Để tôi tính xem nào. Đủ đấy. Bán 3 con đi là đủ tiền rồi. Giữ con gấu lại để câu à? Không, thế thì không đủ tiền. Phải bán con gấu đi thì mới đủ 10 tiền được. Con God of War thì tôi phải giữ lại rồi. Tí nữa mà ví dụ ra con đắt lét ấy, ra đắt lét kết hợp với cả God Sasori chơi tạm đầu game cũng được mà. Hoặc là nếu mà nó ra nhiều thì có thể chơi luôn, đúng không? Ok. Đấy, nhưng mà bây giờ cái con eco đâu? Eco đâu mày ơi? Dã man, vẫn chưa có luôn. Round 6 rồi vẫn chưa thấy cái con eco đâu. Con God of Light. God of Light hoặc là con Dartlet đều được. Heo cũng được. Thực ra bây giờ tôi cái vấn đề ấy là tôi cần con giữ máu.
Còn cái việc tôi cắt chuối của thằng kia nó chỉ là phụ thôi, đây là, nó là gọi là tiện đường thôi anh em ạ. Chứ còn tôi là tôi nếu mà có những cái con giữ máu là tôi cũng vứt vào luôn đấy, chứ tôi cũng không có chủ đích là cắt chuỗi thằng kia đâu. Nhưng mà bây giờ chả nhẽ lại bây giờ mình cũng eco ấy, mà thằng kia nó cũng eco mà nó lại giữ được máu mà mình không giữ được máu, xong rồi mình lại để nó eco trắng, à để nó eco để nó có chuỗi thua ấy, thì rõ ràng là thua rồi đấy. Nó có như thế thì là mất cân bằng lắm, nên là tôi bắt buộc tôi phải bỏ trắng bàn thôi để tôi phá chuỗi thôi. Đây nó là một cái sự gọi là, nó gọi là công bằng đó anh em. Đấy, ngon, gặp phải Dragon 7 được rồi, hợp lý. Ôi từ từ nha, ra con đắc, con ác mộng à. Ác mộng chơi, ác mộng người chơi God Warlock à. Trận này có Dark Spirit là chơi God Warlock ngon đấy nha. Ác mộng được, ác mộng được. Con này cũng khỏe đấy. Con này chính là cái quân bài mà kết hợp với 6 Warlock counter vào Sasori giai đoạn gần đây đấy. Con này thì nó cũng không sợ bị trộm chó đâu. Bộ này không sợ trộm chó lắm. Ok, trận này còn có Saman nhá. Ừ, thế chơi God Warlock nó lại hợp lý rồi anh em ạ. Được, 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 được. Ok. Thế thì God Warlock thôi. Rồi, 20 tiền này. Như này có đép được quái không? Khó nhỉ. Cần phải có thêm tăng cơ phía trên. Ui anh em ơi, đến round 10 vẫn chưa thấy God offline đâu. Chuyện này toàn phết đấy anh em ạ. Toàn phết đấy. Chơi God Warlock này đánh ở level 9 cơ. Đánh ở level 9. Nhưng mà phải có con Eco thì mới Eco đến level 9, tích tiền đến level 9 rồi roll ở level 9 được. Không có con hai con Eco thì làm sao mà có đủ máu để có thể tích tiền đến được cái lúc đấy nhỉ? Có được không nhỉ? Nếu bây giờ bỏ trắng bàn mà không có hai con Eco thì liệu rằng chúng ta có thể sống sót được đến round 20 không nhỉ anh em nhỉ? Lọt tất ấy, kiểu để lọt tất xong rồi vẫn sống đến round sau round 20 ấy. Có được không? Anh em đã bao giờ thử chưa? Bỏ trắng bàn đến round 20. Tôi nghi là không được lắm anh em ạ. Tôi nghi không được lắm. Hai con ác mộng này. Ok. Được không? Như này đẹp được không? Lên 6 cho nó an toàn không? Anh em nhỉ? Trông có vẻ hơi sợ sợ. Nhìn này, tôi nghĩ là có thể ăn hoặc không, có thể ăn hoặc không. Nếu mà bắp kịp bất tử, Fortuna Teller bắp kịp bất tử thì cũng vẫn có thể ăn. Nhưng mà thôi, đấy, để an toàn thì chúng ta nên vứt thêm con God of War này vào để cho nó có tí tăng cơ anh em ạ. Thêm được mấy giây là cũng có thể đép được quái đấy, chứ còn để kia hơi mạo hiểm. Bọn Warlock này nó cũng vào trận đấu nó cũng mất 20% máu ấy. Đấy, nó cũng khá đùa ấy. Rồi. Ok, ok, ok. Được, 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 được. Cái lượng đam gây ra là lớn phết đấy chứ nhỉ? Đúng không? Ừ. Ác mộng gây nhiều đam phết đấy. Rồi round này thì chắc tôi nghĩ là vẫn để trắng bàn thôi, chứ còn làm gì có đam để mà kết liễu đối thủ đâu. Lại để trắng bàn tiếp à. Trời ơi, đến round 11 giờ vẫn chưa thấy God of Light đâu. Trông sợ thật đấy. Đây là cái huyết trượng này. Ok, thế bây giờ thế nào đây? Bỏ bài vào như này có mất nhiều máu hơn không? Nếu mà địch không có đẻ thì cũng được. Sợ địch có đẻ thôi. Đừng có cho nó đẻ ra nhá. Rồi ok ok ok. Mấy con Warlock của tôi là yếu mà. Ơ kìa. Ui dồi, tôi cứ tưởng là nó sẽ đẻ ra ấy. Cái con Saudivo nó bắp đúng vào cái con Skull Hunter luôn. Tí nữa nó đẻ ra thêm một con đệ.
Thôi tôi chắc tôi bỏ bài ra thôi, tôi bỏ bước ra. Đây, cho con này. Con này hút mana, không cho bọn nó có thể có mana để gọi đệ. Được. Nhưng mà máu bây giờ tôi chỉ còn có 66 máu thôi anh em ạ. Đấy, thằng Jason kia nó có 61 máu nhưng mà nó chưa cắn máu đâu anh em. Nó chưa cắn máu đâu, thằng ấy nó chưa cắn máu đâu. Nó cắn lên phát là lên 80 máu bây giờ đấy. Nó eco từ ngay từ cái round 4 đúng không? Round 4 là đã eco rồi. Round 4 này 5, 6, 7, 8, 9, 11, 7 cái viên để cắn rồi. Trung bình mà cắn mỗi viên 4 ý là lên được 21 rồi. Thêm được 21 máu. Úi dồi, con này đẻ nhanh thế nhở. 10 máu này. Ác ngộ 2 sao. Ờ, được. Thế này là yên tâm ra 15 rồi. Nhưng mà vẫn chưa có con Grand Herat. Vẫn chưa có God anh em ạ. Đấy, bây giờ mà nếu mà ra God Apply là tôi chắc là tôi bỏ vào tôi đánh luôn đấy. Nhưng mà chưa ra God Apply. Đây là con cái con ác mộng này nó cho vào nó cũng không đủ đam để kết liễu đâu. Mà tôi chỉ sợ là bây giờ cho vào nó còn mất nhiều máu hơn thôi. Gặp mấy cái nhà mà cho có cái, mấy cái con đẻ ấy, sợ lắm. Con này thì bây giờ nó vẫn chưa được hưởng God thì cái sức mạnh của nó vẫn chưa ngon lắm. Anh em ạ. Thôi. Từ từ đã. Bây giờ đang có hai thằng đang có chuôi nhưng mà kiểu bây giờ không có cơ sở để mình xả tiền bây giờ ấy. Mình xả tiền bây giờ nó chưa có cái cơ sở ấy, anh em ạ. Còn thiếu là gì? Grand Herat này. Còn thiếu God Apply này. Đấy. Và thiếu một con Warlock nữa. Tức là bây giờ mình có 3 Warlock thôi. Chưa con Eco. Trời này đen thật sự luôn. Lại gặp thằng Jason rồi. Đấy, cắt chuỗi lần 2. May gặp cái thằng này sớm đấy. Gặp thằng này sớm cũng hay. Cũng hay anh em ạ. Đỡ mất máu. Thằng này chỉ mất 2 máu thôi. Gặp thằng này mất 2 máu thôi. Đấy, nhưng mà tôi bây giờ tôi quanh đi quẩn lại là bây giờ chưa đến round 15 mà tôi cũng chỉ còn 50 máu này. Do là không có con Eco. Liệu rằng là nếu mà mình bỏ trắng bàn như thế này thì có thể sống được đến round 20 không? Không. Tôi không nghĩ là tôi có thể sống được đến round 20 đâu anh em ạ. Sau cái round 15 là bắt đầu mỗi round mất khoảng chục máu. Từ round 15 đến round 19 là chúng ta có 4 round đúng không? Ây à, 4 round cả. 4 round mà mỗi round mất chục máu. 4 chục máu, vẫn còn 14 máu nữa. Ờ. Tức là vẫn được ấy. Vẫn được ấy, trừ khi gặp Saman thôi. Thằng nào mà nó form Saman mà nó đẩy một phát 20 máu thì còn chết sớm thôi. Còn nếu mà bây giờ mà mỗi round mất khoảng chục máu thì vẫn có thể sống được đến sau round 20. Có liều không? Có liều phát không? Eco cực kỳ sâu luôn. Sâu thật sự. Ui rồi ôi, 8 máu này, còn có 46 máu. À đây rồi. Trời ơi, sao bây giờ mày mới ra? Nhưng mà nó lại không phải là God. Nó không phải là God anh em ạ. Thế thì có đép được ra quái không? Trông vẻ hơi căng đấy nhở. Như này có đép lủi ra quái không anh em? Theo anh em thì thế này tôi trông có vẻ hơi căng đấy. Này đép được ra quái không? Hai con 4 đô. Ác mộng 2 sao. Thêm con sâu là gọi thêm hai con sâu nữa. Đây là chúng ta có 9 con. Tôi nghĩ là đép được. Con heo nó cũng sẽ gọi ra một con nữa. Ok. Được. Có vẻ như là dồn đam cũng khá là nhanh đấy. Con ác mộng nó lên được 2 sao rồi. Nó dồn đam rất nhanh. Tôi nghĩ là sẽ đép được rồi. Đấy, ui giời, gọi ra là con Doom. Quá là ok luôn. Ui, nhưng mà sao đồ chán vậy? Đồ ra này chán quá anh em ạ. Trời này chắc chơi God Warlock thôi, không chơi Sasori nữa. Anh em nhá, tôi không thấy ra Dallet. Bây giờ ra Dallet thì tôi còn chơi, nhưng mà giờ không ra thôi. Chắc là tôi dí thẳng lên cấp 9 thôi anh em. Dí thẳng lên cấp 9 thôi. Chứ còn không luôn là 7 nữa. Đó,
Rồi, may quá ra được hai con eco. Chúng ta hãm lên một chút. Cái này giảm sóc là cũng khá khá ấy nhá. Bây giờ là còn 46 máu à. Mỗi round 10 máu. 4 round nữa. Bây giờ mới round 16 thôi anh em. Mỗi round 10 máu là chúng ta chỉ còn 6 máu thôi á. Vậy đấy vậy. Ui, thằng này 9 phe rồi anh em ạ. May quá chưa để ra thêm con nào. Nhưng mà mất tận 16 máu. Thôi chết tôi rồi. Round vừa rồi 16 máu anh em ạ. Thế còn có 30 máu này. Hỏng rồi. Vẫn chưa cho tôi cái con God of Light mới cay như. Sao lại thế nhở? Đen thế nhở? Bây giờ mà ra God of Light là kết hợp với cả God vào. Cho vào kết hợp với God ác mộng. Nhưng mà vẫn cần phải có Grand Herald anh em ạ. Để còn có 4 Warlock nữa. Chứ còn như này toàn quá nhở. God of War vẫn chưa lên được 2 sao. Hỏng rồi. 32 máu cắn được có 2 màu. Đen thật. Ôi thôi đừng đẻ nhá. May quá vẫn chưa bỏ bài vào. Không gặp thằng này lại mất một đống máu. Nhiều quá anh em ơi. Ui thôi chết tôi rồi. Còn có 22 máu. Ra 17. Còn 18, 19. 2 round nữa. Mỗi round mất 10 máu là chúng ta chỉ còn 3 máu thôi á. Ôi ôi mẹ ơi. Thật. Cái tầm này bây giờ là mất 10 máu nó là bình thường rồi anh em ạ. Bởi vì tôi bỏ trắng bàn mà. Tôi có cái con gì để nó giết bớt đối thủ đâu. Bây giờ toàn những cái thằng nó to rồi. Bây giờ full 2 sao là nó rơi vào đâu đấy. Nó tầm khoảng 15 máu ấy. Thế 2 round nữa bay màu rồi. Thế phải xả tiền ra 19 à. Ui nó lại to. Thằng này ít cũng phải 12-13 máu. Đấy là ít đấy nhá. Ui rồi đúng thật luôn anh em ơi. Thôi chết rồi còn 10 máu. Thế là round này là phải xả tiền. Round 19 phải xả tiền à. Ui. Cắn máu toàn cắn được có 2 máu một round. Bỏ bài vào nhỉ. Bỏ bài vào round này có đi luôn không. Anh em. Bỏ bài vào round này đi luôn không nhở. Ui, sao mà tôi sợ ở đây có 12 máu. Bỏ bài vào round này nó đẻ ra thì thôi chết. Nhưng mà biết làm nào bây giờ. Bây giờ không bỏ bài vào thì cũng chết thôi. Không bỏ bài vào thì cũng chết. Mà bỏ bài vào thì cũng chết. Thôi tôi chấp nhận là bỏ bài vào rồi. Bỏ bài nó còn ít ra thì nó còn khôn hơn là nó không bỏ bài vào. Không bỏ bài vào mà chết thì đúng là ngu người luôn anh em ạ. Được cái trận là coi như eco tới chết luôn. Không ổn. Ít ra là cũng phải như này. Ok, giết được một vài con. Sợ thật sự. Ui nhưng mà phải giết thêm một con nữa. Phải được một con nữa bạn ơi. Một con nữa. Ui thì chết rồi. 12 máu đi không. Nhiều quá. Ui 9 máu. Vẫn còn 3 máu anh em ạ. Cật kề cả chết luôn. Trời ơi. Người về từ cõi chết vào round này có khi còn tâm quái ấy. Phải roll thôi. Phải có 2 gót anh em ạ. Phải có 2 gót. Phải có 2 gót. Phải có 2 gót. Không có 2 gót không chơi được round này. Cho xin một con gót đi. Oh my god. 6 Warlock thì chơi được không? Không được. Không đủ 6 Warlock. Vẫn thiếu. Thiếu một con Warlock anh em ạ. Ui 2 máu mà lật quái đi luôn đấy nhá. 3 máu lật quái đi luôn này. Không bạn ơi. Hai con đắc bộ 2 sao anh em ạ. Rồi, bây giờ phải roll đủ 6 unlock thì mới sống được, không chết luôn ở round này đấy. Ui, đều rồi, ai gót rồi. Nhưng mà Grand Herald đâu, Grand Herald. Ui, đều rồi, may quá anh em ơi, đủ rồi. Đủ bộ rồi, 6 unlock.
Ok kịp anh em. kịp. Nhưng có một cái vấn đề đấy là tôi chỉ còn có 3 máu. Dã man, bây giờ lọt một con là đi. Ui may quá anh em ơi. Ui giời, vẫn còn cái cắn máu lên. Cắn lên nào. Ui vãi cứt. Cắn được có một máu, cắn cũng như không anh em ơi. Trời ạ. Thế này là lọt một con 4 đô 2 sao vào đi ấy. Sống được không đây? Ok, chiến thắng đầu tiên. Sống nổi không? Ui có đang đi rồi này. Vãi đài. Bây giờ mới ra đắt led này. Cho con này vào thay nhá. Con này mạnh hơn. Sao zipper là có khả năng hồi máu anh em ạ. Cái con doctor ấy, nó tí nữa nếu mà nó lên 2 sao tôi cho vào. Sau tôi kết hợp với Grim. Hai con đấy bây giờ nó đang 1 sao tôi chưa cho vào vội. Ui đây rồi. Ui lại có dash spirit này. Được. Thế thì bây giờ có thể là chúng ta sẽ có thể cho con này vào. 2 sao thì nói chung là nó vẫn mạnh hơn. Đấy. Dao này gặp Clyde tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được đó. Cái bộ này nó sợ beat anh em ạ. Nếu mà gặp beat thì chắc là đi ấy. Chắc là đi. Nếu mà bây giờ gặp beat là đi. Khẳng định là cái tầm này gặp beat là đi rồi. Ok. Rồi cho con này vào thay. Lấy cái combo Quick Doctor với Grim. Bây giờ mà lên được 10 thì kẹp thêm được con God of Light vào cũng ngon này. God of Light này nó sẽ có cái thêm cái sức mạnh ở cái combo Grim với cả con Quick Doctor ấy. Nó lém nó thêm cái sức mạnh sát thương đến từ con Light Spirit thì cũng ngon. Đấy, kiểu gì thì nó cũng sẽ stun hết tất cả cái con ở trên bàn cờ đó. Con Quick Doctor nó lém liên tục mà. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta có lên được 10 hay không thì tôi chưa biết. Feather này. Không sợ. Chúng ta counter bộ này. Ok. Ui nhưng mà nó cũng đẩy kinh phết đấy. Mà con này của tôi nó lên 3000 máu rồi. Ác mộng khỏe lắm. Mà cái thằng Jason ấy nó cũng đang chơi cái bộ đấy đấy anh em. Jason kia nó cũng đang chơi cái bộ God kết hợp với cả Warlock á. Bây giờ gặp nó khi là nó đẩy. Nếu mà giả sử như mà bị lọt cái con ác mộng là khả năng tôi bay màu rồi. Bây giờ đội hình là giống hệt nhau. Hơn nhau cái gì không nhỉ? Bây giờ hai đội hình gặp nhau hơn nhau cái gì? Hơn nhau ở đây là hơn nhau ở cái. Chỉ là cái combo thôi. Hơn nhau ở combo Grim thôi anh em. Thằng nào quẹt ngon hơn thằng này thì ăn thôi. Càng ấy nhở. Bây giờ làm thế nào lúc mà gặp nó chúng ta có thể có một cái combo đẹp để chúng ta ăn được. Nhưng mà nó cũng không đơn giản đâu, bởi vì ác mộng của địch nó cũng có thể hồi máu. Và kể cả chúng ta có combo đẹp ấy, giết được những cái con khác thì con ác mộng nó sống ấy, thì nói chung là nó hồi lại đầy máu đó. Thì có khi là hòa. Đấy, nhưng nếu mà bây giờ giả sử nhưng mà chúng ta lên 10 chúng ta kẹp Doom vào thì sao? Được không? Tôi kẹp Doom vào để chắc chắn là có thể ăn được thằng Jason kia. Kẹp Doom vào là sẽ ăn được. Kẹp Doom vào ăn được. Nhưng mà đánh ở level 10 nhờ. Thôi không luôn ở level 9 nữa. Lên hẳn 10 kẹp Doom vào cho nó an toàn. Phải không anh em? Tôi nghĩ là như thế nó hợp lý đấy. Đỡ sợ anh em ạ. Thằng đấy nó cũng đang có một cái chuỗi cộng 7 đấy anh em. Đang có chuỗi cộng 7 đấy. Rất là ngon đấy. Có thể là 26 chúng ta đủ tiền rồi. Đủ tiền lên 10 rồi. Ui đồ đặc cái đồ ô chứ đi. Không được. Thôi phải random rồi. Không đồ đấy không lấy anh em nhá. Ui trời ơi không có đồ cam. Làm nào giờ. Ui chết tôi rồi. Không có đồ cam anh em ạ. Cái này thì tí nữa có thể là nếu mà sống sót thì ghép cái BKB thôi. Thiếu một cái giáp.
Nhưng mà sống như nào để có thể kiếm được cái giáp thì tôi cũng chưa biết. Lên 10 kẹp vào con Doom luôn không nhở? Sau này chúng ta có lên gì luôn này không? Tiền thì cũng đủ rồi đấy. Mà như thế thì chúng ta sẽ không có ác mộng 3 sao đâu. Mấy thằng kia nó đang roll ở 9. Cái vấn đề là thằng nào lên được ác mộng 3 sao trước thôi. Đấy, chứ còn nếu mà nó đánh ở 9 mà tí nữa nó lên được ác mộng 3 sao thì kiểu gì tôi cũng chết. Vấn đề là thế, hay là mình roll, mình bây giờ mình còn 3 con đúng không? Hay là mình roll ở 9 đi. Chưa lên 10 vội để roll này con ác mộng 3 sao đã. Bây giờ lên 10 tôi nghĩ là hơi vội. Lên 10 bây giờ nó cũng chỉ để đánh cái thằng đấy thôi. Nhưng mà giả sử nhưng mà nó lên được con ác mộng 3 sao sao? Trước tôi thì sao? Không được. Chào, tôi nghĩ tôi sẽ phải tận dụng cái lợi thế là bây giờ chúng ta đang đấy, đang lại còn có chuỗi cơ à? Căng nhờ. Chúng ta đang có 3 con ác mộng rồi thôi anh em. Kiếm con ác mộng 3 sao ở level này đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ kiếm con ác mộng 3 sao ở level 9 thôi anh em ạ. Đang chúng ta đang có một cái lợi thế là thiếu có 3 con. Phải kiếm con này sớm trước đối thủ để khi mà đối thủ còn chưa khỏe ấy, chúng ta sang chúng ta đẩy một phát xong rồi tiêu diệt đối thủ luôn. Như thế là ngon nhất, vừa cắt chuỗi vừa tiêu diệt. Nhưng mà khả năng 30 máu kia thì không thể tiêu diệt được, chỉ có thể là cắt chuỗi thôi. Muốn tiêu diệt được thì khả năng là sẽ phải Doom vào và vào phát là Doom trúng một con ác mộng của đối thủ cơ. Thì may ra Doom này thì nó cũng nói chung là nó cũng không có đồ để mà có thể nhanh chóng Doom được vào con ác mộng. Ác mộng nó sẽ tung trưởng trước và nó sẽ có đủ thời gian để nó có tích máu. Đấy, cũng khó đấy. Mà bây giờ đội hình của tôi nó đang hơn đối thủ ở cái chỗ là gì? Là chúng ta có thêm con sâu. Đúng rồi, hơn đối thủ là có thêm con sâu anh em ạ. Đấy, con sâu này nó gọi đệ ra cũng được. Ui thằng này 6 cá luôn đấy hả? Oanh ác vậy. Chơi 6 cá luôn này. 6 cá fake để đấm ai? Đấm mình à? 6 block này. Ơ làm sao? Làm sao? Ui giời ơi, không ăn thua. 6 block này sợ gì? Đây rồi, ui còn có 2 con nữa anh em ạ, thôi. Roll lốt thôi. Kiếm với con ác mộng 3 sao ở level này thôi anh em. Ok, ra đi. Ui đời ơi, còn một con nữa. Ác mộng ơi, ra đi. Ui không phải. Chết tòi, lốt bạn ơi. Ui đù mày. Chết rồi, tôi roll hết tiền không ra anh em ạ. Cày thế nhở. Rune nốt. Ôi rồi ôi, rồi xong rồi. Quả rune 50 tiền không ra rồi, con ác mộng 3 sao. Hỏng rồi anh em ơi, xuống hố rồi. Sai lầm quá, quả tiền này giữ 50 tiền thì mới lên 10 được. Bây giờ không có khả năng lên 10 nữa rồi anh em ạ. Không lên được nữa rồi. Bây giờ chỉ có rao sau rồi, sống chết cũng phải rune lốt để ra con ác mộng 3 sao thôi. Không có cơ hội lên 10 nữa rồi, hết tiền rồi. Sạch sẽ rồi. Cái thằng dây sơn kia anh em thấy là nó cũng hết sạch tiền rồi. Đấy, nó cũng đang có ý định là lên cái con ác mộng 3 sao đấy. Bây giờ thằng nào lên được con ác mộng 3 sao trước là thằng đấy ok thôi anh em. Chỉ thế thôi. Bây giờ tôi thua ấy, là tôi chết luôn. Lọt một con thôi là chết nha anh em nhá. 4 máu này lọt một con là chắc chắn chết. 3 đô mà 2 sao ấy là chết. Đấy, 3 đô 2 sao mà để lọt là chết. Thằng này Saman kẹp với cả cái này. Ui mày quá combo đẹp anh em ạ. Thế thì khả năng vẫn sống. Hai lần combo đẹp luôn. Hai lần luôn chứ không phải là một lần. Thôi xong rồi. Mày quá đi mà thôi. Nó nào sau tôi cố rồi phải rôn vào ác mộng 3. Ơ là người sơn mất chỗ rồi kìa. Ui nhưng mà nó cắn máu lên nó còn 45 máu anh em ạ. Vãi đái. Hỏng rồi. Ui chúng ta có đồ này. BKB vào. Ok. Rồi, còn những cái món đồ còn lại tí nữa chúng ta sẽ ghép cái có thể là nó sẽ là cái giáp xoay đấy. Nhưng mà phải có giáp, phải có thêm giáp.
Làm nào giờ? Cay nhờ. Bây giờ anh em bảo tôi có lên chơi hai gót xong tôi bỏ Doom vào không? Có lên chơi như thế không nhỉ? Bây giờ Doom 2 sao rồi nhá. Bây giờ chưa gặp thằng Jason đúng không? Vẫn chưa gặp đâu. Đấy, cái tầm này là có thể là sẽ gặp round này luôn đấy. Mà round này hai thằng gặp nhau thì hai thằng Warlock gặp nhau, chưa thằng nào lên 3 sao thì tôi nghĩ là cũng không có sợ lắm. Đấy, may quá chưa gặp anh em ạ. Gặp cái thằng này 6 cá luôn này. Ui vãi đái. May mà tôi có BKB. Ui rồi sống rồi. May quá. Quả vừa rồi có BKB thế là vẫn đứng im để tung trưởng được. Không bị khống chế. Không bị lổ cá để có thể nhận đam. May quá anh em ơi. Chứ còn thằng này nó chơi là gì, là 6 cá kẹp với cả Metalist đấy. Căng phết đấy anh em ạ. 6 cá kẹp Metalist luôn. Rồi chuỗi cộng 8. Ui thằng Jason nó sang nó soi tôi này. Soi thì soi bạn ơi. Soi làm gì. Đừng làm tôi sợ như thế chứ. Tôi bây giờ tôi đang đau tim lắm rồi. Chỉ cần lọt một con thôi là đi mà. Bạn đừng có dọa tôi như thế. Đừng dọa tôi như thế. Tí nữa mà ác mộng sang mà chỉ cần là coi như là ác mộng mình bị thua thôi ấy, là chắc chắn là tôi thua. Là tôi bay màu luôn. Nhìn thì có vẻ như là đang có chơi cộng 8 nhưng mà bay màu không biết là lúc nào đâu anh em. Sợ lắm. Mà cái con ác mộng nhá, đều thế chứ lị. Rồn bao nhiêu tiền rồi vẫn chưa thấy ra. Rồn bao nhiêu tiền rồi vẫn chưa thấy ác mộng đâu. Còn một con, đúng một con nữa thôi. Mà nó phải là ác mộng nhá, chứ nó không phải là quả trứng đâu. Bây giờ tôi là cần là con ác mộng cơ. Chứ còn bây giờ ra trứng thì chết tôi. Rồi chắc phải bỏ ra rôn cho nó dễ ra. Ôi kìa. Ôi giời anh em ơi, tôi bỏ cái con ác mộng ra ngoài, tôi rôn một phát nó ra luôn. Thật. Tôi biết rồi, tôi biết làm thế nào để rôn ra cái con mà mình cần rồi. Đấy là phải bỏ cái con đấy ra ngoài anh em ạ. Lúc mà tôi rôn mà tôi để cái con ác mộng ở trên bàn cờ ấy, tôi chả thấy bao giờ nó ra luôn. Nhưng mà tôi bỏ nó ra ngoài một phát nó tự nhiên nó ra luôn. Một rôn là ra luôn. Ảo thật sự. Biết rồi, biết rồi. Thế là chúng ta đã hiểu ra cái vấn đề là khi mà rôn là phải bỏ bài ra. Có thể, rất có thể ở đây là máy nó nhận là chúng ta không có cái con đấy ở trên bàn cờ. Đấy, nên là nó bổ sung thêm cái con đấy vào. Khả năng là như thế. Khả năng là như thế anh em ạ. Rồi, rồi. Thế thì ấm rồi. Jason ơi, bây giờ bạn sang đây. Thế bạn đã rôn ra được ác mộng chưa? Ác mộng của bạn đã lên 3 sao chưa nhỉ? Jason à. Có phải Jason rau này không nhỉ? Úi đúng thật luôn. Ác mộng, ui rồi ác mộng vẫn 2 sao à. Thế thì thôi nhá. Trời, quá là ok luôn. Ui rồi đẩy nhiều này. 20 màu đấy, 21 màu anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Cái con ác mộng ấy, nó lên được 3 sao là nó khác hẳn luôn. Đối thủ cũng là cái bộ đấy luôn. Đối thủ là cái bộ y hệt. Nhưng mà nó chỉ khác cái con ác mộng là một con ác mộng 2 sao và một con ác mộng 3 sao. Mà nó đẩy từng đầy máu đấy anh em. Đấy, thế nên tôi mới nói là nó khác biệt lắm. Cái bộ đấy 2 với 3 sao nó cực kỳ khác biệt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chắc là cũng chỉ ngán cái thằng đang chơi là 6 cá kết hợp với cả Metalist thôi. Đấy. Thằng đấy thì bây giờ nó đang dồn đồ cho gấu tổ chứ. Nó không dồn đồ cho phong vu anh em ạ. Nó lại chơi nó lại ảo như thế. Nên là tôi bây giờ tôi vẫn không sợ lắm. Cái con gấu tổ nó gây đam nó ít lắm. Lâu lâu nó tung được một phát trưởng thôi mà. Nó không đấm liên tục như kiểu phong vũ. Phong vũ đấm liên tục sợ hơn nhiều. Hoặc là như kiểu ngộ không ấy. Gặp ngộ không thì cực sợ luôn. Ui rồi chết rồi. Cái con ác mộng của tôi nó bị trói rồi này. Thằng này 9m à. 9m anh em ạ. 9m rồi. Nhưng mà tớ cũng không sợ. Có BKB rồi. Ghép BKB rất là cẩn thận. Tôi không ghép cái giáp xoay, tôi ghép cái BKB đấy anh em. Đấy, bây giờ khi là tôi sẽ lên 10 thôi. Xong rồi tôi sẽ kiếm thêm con Medusa, tôi kẹp cá vào. Kẹp ở đây là kẹp 2 cá hoặc là 4 cá. Đấy, nếu mà nhà God vẫn còn thì cho Doom vào kẹp cái 2 cá. Đấy, nếu mà nhà God đi rồi thì kẹp luôn 4 cá cũng được. Chả sợ. Rồi. Cứ lên 10 kẹp thêm con Doom vào cho chắc này. Đấy. Doom này thì kết hợp được với Grim để có combo luôn. Chúng ta có hai combo Grim quét mực. Sau đó là Doom toàn bộ đội hình của địch này.
Đấy, sau đó thì là thêm cái combo thứ hai là chính là cái lọc cọc. Lọc cọc và thêm cái combo nữa là xong. Vừa bị coi như là khống chế đứng im này, lại vừa không tung được skill. Đối thủ gần như là những cái con warrior đó. Rồi, thai 6 cá này, nhưng bây giờ không sợ rồi. Đi rồi, thai đi chắc rồi. Đi chắc luôn, 7 máu là đi rồi. 7 máu là chắc chắn là đi rồi. Ok bạn ơi, khỏe quá. Ác bộng một mình nó gây đam luôn. 8k8 đam. Ui ra cả không được. Ghép cái này thì là mất gót nhá. Không được. Nếu mà ghép thì phải thay. Đây như này. Ok. Được. Như này thì lại được. Rồi. Như này thì lại không mất gót anh em ạ. Đấy, chúng ta phải bỏ con Velom ra, không là kích kia ra một cái là mất gót luôn. Ok, thì bây giờ lại có vẻ như là bất tử rồi. Đối thủ bây giờ thằng nào ăn được? Tôi nghĩ là cái thằng mà đang có 50 tiền ở level 10 kia là cái thằng có khả năng ăn thôi. Còn những cái thằng còn lại, thằng Jason kia Ron bây giờ không ra được ăn bộng 3 sao thì xác định là gặp tôi rao lửa thì 17 máu thì cũng bay thôi. Đấy, tôi có Doom rồi, tôi lần này tôi vào cho con Doom vào thì thôi, đỡ làm sao được. Khó lắm. Rồi, còn cái thằng này thì làm sao? Vẫn dồn đồ cho cấu tổ. Thằng này chắc là đang đợi Ngộ Không ra để dồn đồ cho Ngộ Không thôi mà. Tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà tôi thấy là kể cả có Ngộ Không ấy, chưa chắc nó đã ăn được cái con ác mộng của tôi đâu nhá. Con này nó bây giờ nó là cái con quái vật bất tử đấy anh em ạ. Thật sự là bây giờ là nó là con quái vật bất tử đấy. Để mà nói là bây giờ nhá, kể cả là gặp 6 bit ấy, cũng chưa chắc đã sợ đâu. Đấy, 6 bit bây giờ phải kẹp phải 2 Doom vào thì may ra. Đấy, nếu mà nó Doom trúng nó vào con ác mộng, ngay từ lúc mà con ác mộng nó chưa kịp tung trưởng, thì may ra là nó mới có thể là có khả năng là thắng được giết được cái con ác mộng. Chứ còn nói chung là bây giờ kể cả ra Tôn Ngộ Không thì nói chung là cũng không có cửa đâu. Đấy, mà cái trận này thì tôi nghĩ là cái con Ngộ Không ấy thì nó cũng khó ra đấy. Nó khó ra lắm anh em ạ. Ngộ Không trận này thì nói chung ấy là nếu mà đối thủ có khoảng được ở đây là có 50 tiền đúng không? 50 tiền thì tôi nghĩ là không ra nổi con Ngộ Không đâu. Mà nếu mà có 500 tiền thì tôi nghĩ là cũng có thể sẽ ra. Nói chung là bây giờ khả năng là vô địch ở đấy anh em ạ. Nhìn cái chuôi như thế này, từ cái lúc mà tôi eco kết thúc cái chuôi eco của tôi ấy, đến bây giờ là gần như là chúng ta chưa thua một cái round nào. Đấy, mà chúng ta cũng không được quyền thua. Bởi vì chúng ta thua một round là chúng ta bay màu luôn. Đấy, không được quyền thua và chúng ta thắng đến bây giờ luôn. Và nếu mà chúng ta cứ thắng đến bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ thắng mãi luôn đấy anh em ạ. Ok. Rồi. Trên này thì bây giờ chúng ta gặp toàn là cá với cả mết thôi, nên là không cần Doom nữa. Rồi. 9 mết bây giờ thì vô tư rồi anh em. 4 cá ở đây sợ gì. Ok bạn ơi, quá tuyệt vời. Xong rồi. Cái thằng kia 6 cá nó cũng đấm cái thằng 9 mét như con luôn. Đấy, chúng ta thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đấm cái thằng 9 mét như con. Còn cái thằng 6 cá thì bây giờ chúng ta kẹp 4 cá vào rồi. Kẹp 4 cá thì nó cũng không sợ 6 cá đâu. Bởi vì cái sát thương phản, cái sát thương lổ đến từ cái những cái con cá ấy, nó là sát thương phép. Bây giờ chúng ta lại có cái khả năng là kháng phép vào rồi thì sợ cái gì nữa. Bây giờ lổ thoải mái luôn, chả chết được. Vô tư. Rồi. 9 mét với chúng tôi. Ôi, nói chung là xong rồi. Round này lọt con ác mộng là thằng này đi luôn. Đấy, mà chắc chắn là lọt rồi. Lọt nhiều luôn anh em ạ. Xong, bây giờ còn một thằng. Kết liễu trước round 40 đây nhỉ. Bây giờ đồ nó còn thừa này. Giờ tôi quá nhiều đồ. Năm mươi tiền luôn ở level 10.
Bây giờ thì nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là đối thủ bây giờ ấy, chấp nhận là bỏ cái bộ 6 cá đi. Đấy, bỏ cái bộ 6 cá đi để có thể là kẹp thêm con Doom vào thì may ra mới ăn được. Còn không có cái cửa đâu. May ra thôi nhá, may ra đấy, may ra mới ăn được. Bởi vì nếu mà Doom xong ấy, Doom thứ nhất là Doom trước khi con Ác Mộng là tung trưởng này. Và đúng con Ác Mộng. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là sau khi Doom xong ấy, là nó sẽ phải, con Doom nó phải sống để Doom thêm lần nữa được. Chứ còn con Doom mà nó bị dí chết thì nói chung là con này nó vẫn bất tử thôi anh em. Doom xong là phải kết liễu được ngay con Ác Mộng. Còn nếu mà không đủ đam kết liễu ấy thì nói chung là vẫn vô tư. Mà cái con Ác Mộng này của tôi bây giờ nó trâu lắm. Nó trâu lắm. Ôi, lên con Dart 2 thì chấp Doom luôn. Con Dart mà nó lên được 2 sao thì phải hai con Doom thì may ra mới có cửa. Ok. Còn nếu mà giả sử mà tôi lên được con Dart 2 mà tôi lên thêm được cái con Zipper lên được 2 sao nữa thì sao? Sao Ripper lên được 2 sao thì đối thủ bất lực luôn. Chấp đối thủ coi như kẹp thêm hai con Doom thì vẫn vô tư. Anh em ạ. Đấy. Lên lên con Tsunami vào nữa thì ui giời ơi. Tsunami 2 sao nữa thì không bao giờ Doom trúng được vào con Ác Mộng luôn, nói cho nhanh. Ui giời, nhưng mà anh em ơi, tôi nghĩ là không có cái cơ hội cho đối thủ nữa rồi. Lọt là đi luôn, chắc chắn. Đúng thật luôn anh em ạ. Dã man. Nói chung là cái bài này ý, tôi nghĩ là cái bộ kiểu sau Warlock kẹp với cả Ác Mộng này, trong cái thời điểm hiện tại ấy, đây nó cũng là cái bộ mà cực kỳ meta luôn đấy anh em. Đấy, nó không sợ bộ Sansori. Mà meta này rất ít người chơi beat, tôi không thấy ai chơi beat cả. Nên là khả năng là bộ này cũng sẽ là cái bộ rất là khó chịu đấy. Rất là khó chịu luôn để mà có thể là khắc chế hàng phục được cái con Ác Mộng này. Một cái con siêu chiến binh bất tử, cực kỳ kinh khủng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái hoặc bên phải để xem những cái trận đấu mới nhất ở trong cái meta mới anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.